Cái kênh của mình và hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn anh em làm ra màu giống như ở trong cái tấm ảnh này. Vẫn như mọi lần thì trong cái clip này mình cũng sẽ hướng dẫn với anh em cái cách mà làm ra những cái ánh sáng kiểu như thế này. Và mình cũng sẽ phân tích qua một chút về tổng quan của cái tấm ảnh, tại sao nó có những cái yếu tố rất đẹp. Thì trong cái clip này thì mình sẽ làm hai màu, một là màu này và hai là màu kiểu như thế này, một nóng một lạnh. Thì tùy vào cái cảm nhận của mỗi anh em thích màu nào thì anh em làm theo màu đấy, nhưng mà nó vẫn dựa theo cái tiêu chí như mình đã nói rồi. Cái mà mình dạy các bạn là thiên về vấn đề tư duy, về hiểu, chứ không phải vấn đề làm ra màu này hay màu kia. Làm ra hai màu này hay màu kia nó thuộc rất nhiều về vấn đề cảm nhận và trải nghiệm, sẽ rất khó để mà có thể nói thế nào là đẹp và thế nào là không đẹp. Để mình nói qua cái nhé, thế nào là đẹp và thế nào là không đẹp. Ví dụ đơn giản thôi, đây là cái màu, thì có thể mình bật cái màu này lên, các bạn có thể thấy rằng là khá là thích. Nhưng mà có một số người thì lại như này, có một số người cảm nhận rằng cái màu vàng này chưa đã lắm. Ví dụ như mình, cái màu vàng này chưa đã lắm, mình lại thích nó lên hẳn như thế này cơ. Đấy, mình giảm xuống một tí như thế này. Đấy, ví dụ như thế này đó, đậm lên một tí như thế này. Thì ví dụ đây là cái màu mà mình thích, nó vẫn là cái màu 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 vàng nhé, màu màu cam thì đúng hơn, màu nóng thì đúng hơn. Mình dùng màu nóng nhưng mình không dùng màu cam mà là màu xanh mình giết được gì cả vì nó khó lắm. Thì tùy lên mọi người nhìn trước sau này, trước sau thì cái vấn đề ở đây mình sẽ như mình nói mọi người rồi, cái vấn đề đó là cái màu thế nào là đẹp, màu thế nào là xấu nó không quan trọng. Đối với mình không có màu nào đẹp màu nào xấu cả, nó thuộc về cảm nhận của mỗi người. Tuy nhiên rằng là cái vấn đề là trong cái clip mình tắt cái này đi nhá, trong các cái clip mình dạy các bạn ấy, thì mình dạy các bạn về định hướng tư duy nó sẽ nhiều hơn là vấn đề là màu này hay màu kia. Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu sẽ đi vào cái clip của ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào vấn đề đó là tấm ảnh gốc. Thực sự thì tấm ảnh gốc của tấm ảnh nó không hề đẹp lắm, và đây là tấm ảnh gốc của cái tấm ảnh này. Tuy nhiên là cái tấm ảnh gốc của tuy nhiên là cái tấm ảnh này thì vì sao mà nhìn nó vẫn khá là hút mắt? Cái đầu tiên thì chắc chắn nó vẫn là cái bạn người mẫu này thì khá là xinh rồi. Nhưng cái quan trọng hơn đó là cái vấn đề đó là các bạn có thể nhìn thấy được rằng là đầu tiên phân tích tổng quan cái bức ảnh này là một bức ảnh khá là đơn giản. Cái mắt của người mẫu này khá là có hồn nha, chứ không phải là không có hồn. Thêm nữa rằng là những cái phụ kiện nhỏ ở đây này nó khá là nhìn khá là tinh tế. Cái trang phục này nó cũng có những cái gen ở đây, nó làm cho cái cảm giác của cái bức ảnh này nó có thêm nhiều chi tiết hơn chứ nó không bị nhàm chán. Kể cả ở đây nhá, mấy cái nhăn nhăn của những cái vải này nó cũng tạo ra cảm giác cái bức ảnh này nó có nhiều chi tiết. Nó có nhiều chi tiết nhưng nó lại không bị kiểu ngộn chi tiết, không biểu bị quá nhiều chi tiết. Đó là lý do vì sao bức ảnh này nhìn cũng khá là đẹp. Thêm một cái vấn đề nữa đó là ánh sáng của tấm ảnh này thì rất đẹp. Cái tóc này thì rất gọn gàng, vì cái sự gọn gàng và vì cái sự gọn gàng và đơn giản đi kèm với những cái phụ kiện như thế này, đó là lý do vì sao tấm ảnh đẹp. Ở đây là thêm điểm xuyết, thêm hai cái gì đây, hai cái lông chim à? Chắc là thế, mình chẳng biết. À, hai cái viên hạt ngọc cái kiểu gì đấy. Đấy thì đấy là chúng ta phân tích qua một chút về tấm ảnh đó, đơn giản tinh tế nhẹ nhàng không cầu kỳ. Thì đó là lý do vì sao tấm ảnh này cũng gọi là tấm ảnh khá là tốt. Tuy nhiên rằng là ánh sáng của tấm này thì nó là một cái ánh sáng khá là cơ bản. Ánh sáng đây để mình lấy từ hướng này và một hướng chính diện vào. Nhưng mà ở đây thì trong cái vấn đề đây mình sẽ nói đến vấn đề là làm thế nào làm ra được ánh sáng này. Và cái ánh sáng này thì vì sao mình nói là khá là đơn giản, vì ánh sáng này mình khẳng định luôn là cái người chụp của cái tấm này đó là người ta đang chụp bằng ánh sáng đèn liên tục, đèn liên tục như các bạn, chứ không phải là đèn nổ. Tại vì sao? Vì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn xem. Thứ nhất đó là cái đầu tiên ý, đó là cái dựa vào cái kinh nghiệm và cái cảm quan cá nhân thì mình biết được ngay cái màu da và cái cảm giác da nó bị ám vàng như thế này ý. Đó là nó đến từ cái việc là chụp bằng đèn liên tục. Chứ còn khi mà các bạn chụp bằng cái đèn ở trong chốt trong studio ấy, đèn nổ trong studio ấy, thì kể cả các bạn có kéo qua bên lần lên nó cũng sẽ không bao giờ nó bị ám vàng đến cái mức đó là như thế này. Đấy, đó là cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai đó là về vấn đề hướng sáng. Tại vì sao mình biết đó là ánh sáng liên tục? Vì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn để các bạn hiểu. Thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được, ở đây đó là có một cái đèn chính từ đây vào và một cái đèn thẳng trực diện vào. Đó là lý do vì sao ở chỗ này là nó sẽ có cái catch light ở trong mắt, catch light ở trong mắt. Tuy nhiên rằng ở đây các bạn nên để ý rằng là ở đây nhá, nó có một cái vùng mà mình đổi nó cọ màu khác này. Ở đây nhá, nó có một cái vùng rất chi là lạ.
ở đây nó có một cái vùng rất là lạ, đó chính là cái vùng này. Tại sao tự nhiên nó lại có một cái bóng cứng ở đây? Các bạn hãy nhớ đây là một cái bóng cứng nhé. Mà cái bóng cứng này thì nó lại chỉ khi mà các bạn chủ đề liên tục ấy, thì các bạn rất hay gặp cái bóng cứng như thế này. Đấy chính là cái vấn đề thứ hai nữa, đó là ở đây này. Tại sao cái vùng mắt này nó lại bị kiểu tối sập xuống, đặc biệt là cái khu vực này. Đặc biệt đó là cái khu vực này. Đấy, thực ra đó là lý do vì sao nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút, đó là như này. Khi các bạn nhìn thấy ở đây, ví dụ như ở đây mình chọn ra tấm ảnh như này, các bạn có thể thấy được rằng hướng sáng chính của cái tấm ảnh này ánh sáng nó đi từ bên này sang. Nhưng ở phía trước các bạn nhìn xem, thứ nhất là nó không có cái bóng ở dưới mũi. Thứ hai là cái cảm giác cái ánh sáng ở phía trước nó rất chi là mềm, bởi vì đơn giản thôi là cái ánh sáng bù ở phía trước ấy là người ta đang lắp softbox mà. Đó là lý do vì sao nó không sẽ không tạo ra cái bóng cứng ở trên mũi như thế này. Nó không tạo ra một cái bóng cứng ở trên mũi như này, và đặc biệt là nó không tạo ra cái vùng đen xì ở trong mắt như thế này. Đấy. Các bạn có thể nhìn sang một cái tấm ảnh khác đây. Cái tấm này hướng sáng cũng là như vậy, một hướng sáng chính cứng từ bên bên này sang, bên chéo từ bên trên trái này xuống. Và cái hướng sáng bù ở phía trước vào, cái đèn phía trước vào thì người ta đã lắp một cái softbox. Thì vì người ta lắp một cái softbox cho nên các bạn nhìn xem không có bóng ở dưới mũi ấy, và không có những cái vùng tối xấu ở trên mặt. Còn tuy nhiên cái tấm ảnh của chúng ta, trong cái tấm ảnh của chúng ta thì các bạn có thể nhìn thấy được những cái mà mình vừa phân tích. Bây giờ opacity đi một chút đây. Các bạn có thể nhìn thấy cái phân tích, thứ nhất là bóng tối ở dưới mũi này. Tại vì sao? Vì ở đây là người ta đang dùng hai cái đèn liên tục. Một cái đèn chiếu từ bên này vào, từ trên xuống nhá. Các bạn nhớ là cái tấm này là một cái đèn liên tục chiếu từ trên xuống này, từ trên check bên trái xuống, chứ nó không phải là chiếu từ đây vào đâu nhá. Các bạn mà đặt chiếu từ đây vào là sai này. Đó, nó phải từ trên xuống. Tại vì sao? Vì các bạn nhìn này, cái ánh sáng ở đây là sáng nhất này. Đấy, ánh sáng ở đây là sáng nhất này. Xong rồi cái vùng sáng ở đây cũng là vùng sáng này. Vùng sáng, tại vì nếu như chúng ta để cái đèn ở dưới như thế này, để chúng ta cái đèn này chúng ta sấp xuống dưới như thế này, chúc xuống dưới như thế này, thì cái vùng này nó sẽ tối này. Cái vùng này nó sẽ tối đi, cả cái vùng này nó sẽ sáng hơn. Nhưng ở đây nó lại là cái vùng này nó lại sáng hơn. Đó là lý do vì sao mà cái đèn nó phải chích từ trên xuống. Và cái thứ hai nữa là cái đèn phía trước này, thì thực ra ở trong cái trường hợp này ấy, là người ta đang để cái đèn khá là cao. Đó là lý do vì sao mà ở dưới này nó mới có một cái bóng ở dưới mũi này. Các bạn để chúc cái đèn lên cao thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có một cái bóng đổ dưới mũi và một cái bóng ở đây. Ví dụ như trong cái trường hợp này, nếu mà các bạn để cái đèn nó thẳng vào, thẳng trực diện vào mặt người mẫu ấy, cái đèn bù thẳng trực diện vào mặt người mẫu ấy, thì chưa chắc nó đã tạo ra cái hiện tượng này đâu. Nhưng tuy nhiên là khi mà các bạn để vào cái thẳng cái đèn trực diện vào người mẫu ấy, thì nó sẽ bị những cái vấn đề, đó là về vấn đề cường độ của ánh sáng. Đấy, đó là lý do vì sao mà mình cũng nghĩ là một phần người ta nhấc lên cao để người ta giảm cái cường độ của ánh sáng đi. Còn cái đèn người ta sử dụng là đèn nào thì mình nghĩ nó là cái đèn này. Đây. Đây là cái đèn thần thánh mà mấy anh Trung Quốc rất hay dùng. Và Việt Nam mình có một cái tên nữa, đó là đèn giả nắng. Mình cũng chả hiểu tại sao từ bao giờ nó lại có một cái tên nữa, đó là đèn giả nắng. Nhưng mà đây là cái đèn mà rất nhiều người hay dùng. Cái nhiệt độ màu của nó, cái độ ca của nó khá là vàng, khá là nóng. Nó có cái mà có cái độ ca thì sáng sáng trắng, sáng xanh như thế này, nhưng có cái thì nó lại vàng khè lên. Đó, thì đây chính là cái đèn mà mấy anh Trung Quốc hay dùng. Và đặc biệt là chắc chắn là người ta đã sử dụng cái đèn này ở trong cái trường hợp xuất hình này. Đó, như vậy thì mình có phân tích qua một chút cho các bạn để các bạn hiểu hơn về vấn đề ánh sáng của tấm ảnh này. Thì chốt lại nghĩa là gì? Thực ra là chúng ta sẽ nhìn vào tổng thể, ánh sáng của tấm ảnh này khá là tốt. À, ánh sáng của tấm ảnh này khá là ok thôi, chứ còn bảo là tốt hẳn cũng không tốt hẳn. Tại vì với mình là mình không thích những cái vùng shadow ở dưới cổ, shadow ở dưới mũi và vùng shadow ở mắt này, thì nó không mang lại cái vấn đề gì cho, nó không mang lại thêm thông tin gì cho cái bức ảnh cả. Cái thứ hai là mình khá thích ở cái tấm ảnh này là bởi vì cái vấn đề là các cái chi tiết phụ kiện các thứ nó rất đơn giản, nhưng mà nó lại vừa đủ, tất cả mọi thứ nó lại vừa đủ, nó phù hợp cho một cái tấm ảnh chân dung. Đấy là những cái mà quan điểm cá nhân của mình về cái tấm ảnh này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào vấn đề là retouch cái tấm ảnh này. Thì cái tấm ảnh này là cái tấm ảnh mà mình đào ở trên cái trang hookcare88.com, thì các bạn cũng đã từng biết về cái trang đấy rồi. Thì mình thấy hơi lạ là vì cái tấm ảnh này là cái tấm ảnh file JPEG chứ không phải là file RAW. Điều đó chứng tỏ nghĩa là cái file gốc của cái tấm ảnh này nó còn xấu hơn thế này, chắc chắn luôn. Bên Trung Quốc thực ra những cái người mà chụp bằng đèn liên tục ấy, có một cái kinh nghiệm là như này, những người ta chụp bằng đèn liên tục ấy, người ta sẽ hay có đây này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thuật ngữ đó này, như này, chụp như này này. Under Photography,
Thì tại sao mình lại nói đến cái này các bạn, tại sao mình lại nói đến cái này? Tại vì đơn giản thôi, là vì cái này mình đang dạy ở đây đó là mình đang dạy theo cảm hứng nhá, chứ cũng không hẳn là vấn đề nó đi theo cái bài giáo, tí nữa mình sẽ dạy về màu sau, mình thấy cái gì hay mình sẽ chỉ cho các bạn. Ở đây nó có một cái đó là chụp under expo photography, có cái ông Ben Sasso này, thì mình dùng cái tài liệu của người nước ngoài này thì nó sẽ hợp lý hơn để các bạn hiểu, dễ hiểu hơn, tại vì người Trung Quốc mình không biết tên. Thì ở đây có cái ông Ben Sasso này là cái ông mà rất hay chụp cái kiểu under expo này. Ví dụ như là đây, ví dụ như là cái tấm ảnh này, các bạn có thể thấy đây là cái tấm ảnh gốc của ông ấy chụp. Đây, ta sẽ nhìn vào đây, các bạn có thể nhìn thấy được là đây, ví dụ như là tấm ảnh gốc của ông ấy chụp, thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái ảnh gốc ấy nó khá là tối. Cái mục đích của cái tấm ảnh gốc ấy là nó phải làm thế nào nó giữ được cái vấn đề highlight không, sau đó nó sử dụng Photoshop để nó nâng shadow lên. Tại vì sao? Vì cứu tối nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với cứu sáng. Đó là lý do vì sao mà trong cái vấn đề khi mà chụp ảnh, đặc biệt là chụp ảnh chân dung, chụp ảnh cưới và chụp ảnh với ánh sáng tự nhiên ý, người ta sẽ thường có cái xu hướng là chụp under expo, người ta sẽ chụp để lấy được highlight là chủ yếu, sau đó người ta sẽ nâng cái sáng bằng Photoshop chứ người ta không dùng đèn. Đặt câu hỏi là tại sao người ta lại dùng cái như này? Tại vì đơn giản thôi, đó là khi mà các bạn chụp những cái xuất hình nó liên quan đến cảm xúc, liên quan đến nhân vật, thì cái vấn đề là cái cảm xúc của cái nhân vật nó quan trọng hơn. Thì nếu như chúng ta cứ tập trung chăm vào cái việc là chúng ta sẽ đặt cái đèn ở đâu, xét sáng như thế nào các thứ ấy, thì nó sẽ mất đi cái cảm xúc đẹp đấy. Đó là lý do vì sao mà người ta sẽ sẵn sàng người ta chụp tối đi một chút, thực ra không phải một chút đâu, chụp tối đi rất nhiều, sau đó về người ta sẽ nâng sáng lên. Đây các bạn có thể nhìn thấy kể cả tấm như này, đây cũng là một trong những cái hình thức chụp under expo đó. Đây kể cả tấm ảnh như thế này thì người ta sẵn sàng chịu thiệt về vấn đề vùng tối để người ta giữ được chi tiết của cái vùng highlight. Các bạn nghe kỹ nhé, người ta chịu thiệt vấn đề về vùng tối để người ta giữ được cái chi tiết của vùng highlight. Thì đấy là cái kiểu chụp mà gọi là chụp under expo. Trong cái kiểu ảnh của ảnh của Trung Quốc, ảnh kiểu indoor hay là ảnh kiểu mấy cái ảnh kiểu chụp trong phòng cũng thế, người ta rất hay chụp cái kiểu chụp under expo, có nghĩa là người ta chụp để người ta lấy được chi tiết của vùng sáng, sau đó về người ta sẽ nâng cái shadow của vùng tối lên. Chúng ta xem thử xem cái ông này. Đây, ví dụ như cái tấm ảnh này. Đây mình sẽ lấy thử tấm ảnh này chẳng hạn. Đây cũng là một cái kiểu chụp under expo. Người ta chụp để làm gì? Người ta chụp để người ta lấy được cái chi tiết của vùng sáng, sau đó người ta về người ta sẽ nâng vùng shadow lên như thế này. Người ta sẽ nâng vùng shadow lên như thế này. Đây là tấm ảnh mình lấy trên mạng về cho nên nó sẽ bị làm nhiều. Đấy. Nâng vàng lên, cho đây vào. Đấy các bạn có thể nhìn xem trước sau. Thì cái chụp under expo này là một cái cũng kiến thức khá là hay. Thì mình nghĩ rằng là các bạn nên tìm hiểu về cái kiến thức về under expo này, chụp để giữ được chi tiết của vùng sáng, sau đó về cứu tối bằng Photoshop. Thế thì đặt một cái câu hỏi lại là thế tại sao rằng là nếu chụp mà trong chụp áp dụng under expo này dùng Photoshop có thể xử lý được, thế tại sao chúng ta phải cần đèn? Vậy thì mình có thể giải thích một cái câu đơn giản thôi, đó là gì? Khi bạn chụp với những cái khách hàng nó liên quan đến vấn đề chân dung, liên quan đến vấn đề cá nhân, thì các bạn có thể giải thích được với khách hàng rằng là hãy tin tưởng vào Photoshop. Nhưng khi mà các bạn làm việc với những người mẫu nổi tiếng, những nhãn hàng nổi tiếng, những cái xuất hình commercial thương mại cao cấp, thì sẽ không bao giờ có cái chuyện đó là tôi về tôi sửa bằng Photoshop, sẽ không bao giờ có cái chuyện như vậy. Đấy là một cái để mình giải thích rằng là tại sao người ta lại không dùng under expo nhiều. Tại vì đơn giản thôi, cái under expo nó thuộc về chụp chân dung, chụp cá nhân, chụp liên quan nhiều đến vấn đề cảm xúc hơn là vấn đề. Còn cái chụp mà trong cái vấn đề ví dụ chụp thương mại, chụp quảng cáo, chụp commercial, đấy, chụp advertise, đấy thì chắc chắn là người ta phải dùng đèn. Tại vì sản phẩm nó phải nhìn một phát ra luôn, chứ không thể là chụp linh tinh được. Đấy, thì đấy là cái vấn đề mình nói về vấn đề chụp under expo. Thì mình cũng nói dài rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi quay trở lại cái bài học. Đó là vấn đề đó là chúng ta sẽ làm màu cho cái tấm ảnh này. Ok, vậy thì khi cái làm màu của cái tấm ảnh này thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là gì? Bật cái camera RAW của nó lên, và chắc chắn rồi, sẽ có rất nhiều bạn chả cần phải nói, cái việc đầu tiên là của cái tấm ảnh này đó là chúng ta sẽ phải khử vàng. Rồi, khử vàng thì nó có cái vô vàn cách, nó có nhiều cách lắm, nhưng mà cái vấn đề trước tiên ấy
Thì trước khi mà mình khử vàng ấy thì mình sẽ phải cân lại một chút về vấn đề ánh sáng của cái tấm ảnh này. Mình không muốn những cái nó quá gắt. Mình sẽ giảm contrast. Đây các bạn nhìn qua hai bước mình giảm contrast và giảm highlight. Bức ảnh của mình trông nó mềm hơn. Đó. Mình giảm highlight qua này xuống một chút. Sau đó mình nâng cái shadow này lên. Đó. Các bạn nhìn thấy rằng là bức ảnh của mình trông bây giờ nó sẽ khá là mềm ra. Và nó không còn cảm giác bị gắt như lúc trước nữa. Tại vì bản thân cái vấn đề là cái highlight trong cái tấm ảnh này nó đã rất chi là gắt rồi. Cái sự chênh lệch giữa sáng tối nó đang rất chi là lớn rồi, cho nên là mình không thích cái sự chênh lệch đấy. Đó là lý do vì sao mình can thiệp như vậy. Tiếp theo nữa là mình can thiệp vào cái gì? Vào cái white balance. Chắc chắn rồi. Tại vì là mình đang muốn khử nóng mà, khử vàng mà, thì mình sẽ giảm white balance đi. Giảm bao nhiêu nó tùy thuộc vào cái vấn đề của các bạn. Và sau khi mình giảm white balance đi, mình thấy rằng cái tấm ảnh của mình vẫn khá là hơi đỏ. Đó là lý do vì sao mình không thích, mình sẽ lại giảm tiếp cái này đi. Thì có một cái đó là khi mà giảm tím ở trên, giảm tím hoặc giảm đỏ ở trên cái thanh tin này thì đồng nghĩa với việc đó là chúng ta đang thêm cái vùng gì, vùng xanh lá cây vào. Đấy, đây là cái bước mà mình đang làm rồi. Ok, bước tiếp theo đó là mình vào color mixer. Bây giờ mình sẽ tiến sâu hơn vào vấn đề đó là mình xử lý những cái vùng mà mình cảm thấy không ưng lắm. Ví dụ như này, mình sẽ giảm color như này đi. Đó. Ok, mình sẽ tăng cái luminance của cái da lên cho nó sáng. Trước sau. Rồi, ở đây mình lại đang không thích cái màu mắt lắm, mình lại giảm xuống tiếp. Ok, mình sẽ chỉ can thiệp vào đây thôi. Mình sẽ không can thiệp quá sâu vào những cái vùng còn lại. Thực ra những cái vùng còn lại đây có vùng vàng này. Mình sẽ để ý xem cái vùng vàng này nó sẽ tác động đến bức ảnh như thế nào. Khi mình giảm đi nó sẽ bị quá xấu, nên mình giảm một chút đi thôi. Đó, sẽ luminance này. Cái luminance saturation hay là hue mình đã từng chỉ cho các bạn rồi nhé. Ok. Rồi, tiếp theo nữa là bây giờ mình sẽ vào lớp color grading. Lại là cái này mà mình đã không hề thích nó một tí nào, cái mid tone này. Mình chắc chắn là mình sẽ hướng về vùng gì? Vùng nóng à, vùng lạnh rồi, nhưng mà mình sẽ chỉ hướng một chút thôi. Chứ không bao giờ mình chơi hướng nhiều. Mình sẽ bấm vào đây thử. Mình sẽ không chơi mid tone, mình chơi shadow và highlight. Mình đều ám lạnh vào, mục đích để mình khử đi cái nóng. Đó, thì đây sẽ là kết quả sơ qua của mình, của tấm ảnh trước, sau, trước, sau, trước, sau. Rồi, thì đây sẽ là cái bước mà mình làm là trên file camera raw. Ở đây mình có chỉnh một chút về calibration. Cái calibration này mình thấy khá là hay. Nó mang lại cho mình khá nhiều cái sáng tạo. Ví dụ mình kéo cái saturation ở đây này. Ở đây mình làm theo cảm hứng thôi, chứ còn mình cũng không hiểu nhiều về cái công cụ này lắm đâu. Cho nên các bạn cũng không cần đấy. Mình thấy nóng quá, đỏ quá thì mình giảm nó đi thôi. Đó. Trước, sau. Rồi, thì đấy là cái mà mình đang nói với các bạn về vấn đề tư duy của cái việc mình làm ra cái mình đang khử đi cái màu nóng của cái bức ảnh này. Đó là khử đi cái màu vàng của cái bức ảnh này. Thì bây giờ mình sẽ quay nó lại gì? Reset to default. Và mình sẽ add cái gì? Cái chính cái mà mình đã từng làm trước, mình không nhớ được các cái thông số của nó, cho nên mình sẽ phải lưu nó lại đây. Đó là cái này. Đó, đây là cái mình làm. Thì nó vẫn như cái lúc nãy mình nói với các bạn thôi, đây là những cái thông số của mình làm. Ở đây mình có tăng sáng lên một chút này. Đấy, mình cứ thấy cái gì nó đỏ đỏ thì mình giảm nó đi thôi. Ở đây mình giảm cái variation, cái saturation. Đây, các cái thanh công cụ này của mình đây. Ở đây mình cũng chỉ ám hai cái lạnh vào, calibration thì mình cũng thế. Đó, và kết quả đây, trước, sau. Nó là kết quả của vấn đề khử nóng. Ok, rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ quay sang cái tấm này, tại vì bên này là mình đã làm da rồi. Mình sẽ tắt cái này đi nha, tắt này. Rồi, ok, các bạn hãy nhìn. Ở đây nhá, để mình sẽ nói với các bạn, để các bạn hiểu được cái vấn đề, cái việc làm da nó quan trọng như thế nào. Mình sẽ cho các bạn xem đây sẽ là cái tấm final cuối cùng của mình. Khi mà mình add cái màu nóng vào đi, mình đang nói là màu nóng đi. Mình add cái màu nóng vào. Các bạn có thể nhìn thấy sau khi mình làm màu xong thì bức ảnh nhìn cũng không hề đẹp hơn một tí nào. Bình thường thôi. Nhưng mà mình thêm cái lớp da vào này, mình thêm lớp làm da vào này. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy được cái lớp làm da này nó làm bức ảnh khác hẳn. Nó làm cái bức ảnh ăn tiền hơn rất nhiều. Cho nên đó là lý do vì sao mà cái vấn đề cái quan trọng mà mình muốn nói với các bạn, nó là vấn đề về làm da, nó quan trọng hơn rất nhiều so với vấn đề về làm màu.
là màu nó chỉ chiếm một phần thôi. Đây các bạn nhìn trước này, sau rồi, trước này, sau rồi, trước này, sau rồi. Ok, bây giờ thì đầu tiên là mình sẽ làm ra màu lạnh như thế này. Vậy thì màu lạnh này thì đơn giản lắm. Đây mình sẽ làm, mình sẽ nói qua các cái bước này. Đầu tiên là mình nâng sáng lên bằng lớp curve này, nâng sáng lên bằng lớp curve này. Sau đó mình vào color balance. Và color balance thì chắc chắn là mình làm gì? Mình chỉ can thiệp vào cái lớp highlight và mình sẽ can thiệp vào vùng gì? Vùng gì đây? Vùng lạnh. Đấy, các bạn có thể nhìn được, các bạn có thể hiểu được. Và lớp shadow thì mình cho một chút nóng vào để mình cân lạnh, cân nóng lạnh. Thế thôi. Các bạn có thể bỏ cái lớp này đi cũng được, mà các bạn cho vào cũng được, tùy các bạn. Đó. Sau đó lớp selecting color này. Để làm gì? Để mình xử lý lại cái vấn đề cái màu đỏ ở đây. Mình muốn cho màu đỏ nó lạnh đi nữa, tại vì các bạn nhìn thấy rằng là trong cái tấm ảnh này lúc này mình vẫn cảm thấy nó có cái hơi nóng, có cái độ nóng của màu đỏ vẫn quá nhiều. Đó là do bây giờ selecting color mình sẽ làm cho cái màu đỏ nó lạnh đi. Các bạn nhớ nhé, hãy làm việc theo vấn đề là nóng lạnh, chứ các bạn đừng quá quan trọng vào vấn đề là đây ví dụ như thế nào nóng lạnh, các bạn kéo sang nhảy là các bạn nghĩ nghe nóng rồi, không được. Mình đang làm lạnh cơ mà, mình lại phải kéo màu lạnh. Và đương nhiên rồi, lạnh của màu gì? Lạnh của màu đỏ. Đây là lạnh của màu vàng. Đây là lạnh của màu xanh lá cây. Đây là lạnh của màu xanh cyan. Đấy, các bạn nhớ là các bạn hãy làm nóng và lạnh, chứ các bạn đừng quan trọng cái vấn đề đó là các bạn làm màu kiểu gì, thì các bạn sẽ ra được cái bước. Và bước cuối cùng của mình đó là gì? Mình thêm một cái lớp solid color vào, mình để chế độ soft light và mình để cái màu, màu gì? Chắc chắn là màu lạnh. Đấy, ở đây có thể tha hồ có màu mà các bạn chọn, nhưng mà nhớ là gì? Nó phải là lạnh, nó phải là màu lạnh chứ nó không phải là màu nóng. Đó, thì đây là kết quả của mình. Trước, sau, trước, sau. Đây là một màu. Rồi, bỏ đi. Rồi đến màu thứ hai, đó là màu này. Thì câu chuyện tương tự thôi. Đầu tiên là nâng sáng lên, mình thích nâng sáng lên một chút cho đẹp. Thứ hai nữa là selecting color. Thì khác với cái vấn đề đó là lúc đấy thì bây giờ mình đang thêm là gì? Thêm nóng. Đó là lý do vì sao ở đây mình lại cho nóng lên này. Ở đây vì sao màu vàng mình kéo lên? Tại vì màu vàng này kéo lên bên này nó mới là nóng, bên này nó là lạnh này. Đấy. Bên này nó là nóng ấy. Lạnh này. Nóng này, lạnh này, nóng này, đó, đó là lý do vì sao mình đang làm gì? Mình đang muốn nóng, thì mình phải cho nó nóng lên, đó. Selecting color, cái bước này nghĩa là gì? Bước này là mình đang thấy rằng là cái bức ảnh của mình nó bị hơi bị nhợt quá, mình muốn tăng lên tương phản, đó là lý do vì sao mình chọn selecting color và mình để cái chế độ hòa trộn là luminosity. Sau bắt đầu mình sẽ cân chỉnh ở bên trong này làm sao cho nó theo cái ý của mình, đó. Đang sáng lên, đang tối đi, đó, bạn thấy chưa? Rồi. Đây là gì? Color fill. Vẫn là như vậy, vẫn là fill một cái lớp gì? Lớp nóng vào. Color balance chắc chắn ở trong này là mình đang cho màu gì vào đây? Lại màu nóng vào. Các bạn thấy chưa? Các bạn lúc phải nhớ một điều đó là gì? Các bạn hãy làm việc trong nóng và lạnh. Sau đó các bạn, đầu tiên là các bạn xác định về nóng và lạnh. Sau đó các bạn làm về vấn đề ánh sáng luminosity bằng cái lớp selecting color này. Đấy, thì nó sẽ hợp lý hơn. Ở đây là gì? Ở đây là một chút. Đấy cũng là cái vấn đề mình lại liên quan đến cái độ sáng tối của bức ảnh đấy. À, mình thích như thế này hơn. Có bạn thì thích như thế này hơn. Nó không thật, không phải vấn đề. Vấn đề đây là tư duy về vấn đề nóng lạnh. Đó, thì kết quả của tấm ảnh đây. Thì mình có thử một cái đó là mình trộn cả hai cái màu nóng và màu lạnh vào thì nó sẽ ra là kết quả như thế này. Thì cũng là một cái màu đẹp. Đó, thì đấy là cái mà mình đang hướng dẫn và chỉ cho các bạn ở trong cái tấm ảnh này. Rồi, thì như vậy là các bạn đã hiểu được cái cách để mà có thể chụp ra được một cái tấm ảnh như thế này. Sau đó thì các bạn là khử nóng của cái tấm ảnh. Sau đó các bạn làm tấm ảnh theo cái vấn đề là nóng hay lạnh. Các bạn nên nhớ nhé, các bạn khử nóng của tấm ảnh đi, xong lúc sau các bạn làm tấm ảnh nóng lên hay làm tấm ảnh lạnh đi, nó lại thuộc về cái tư duy của các bạn. Nó không có cái gì đúng hay sai ở đây cả. Ok, nếu các bạn thấy clip hay thì các bạn hãy like và chia sẻ clip cho mình và chờ đợi những clip tới. Chúc các bạn an toàn trong cái mùa dịch khủng khiếp này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.